Rồi ta cũng đến với trận thi đấu thứ ba, mở anh luôn nhé. Trận thi đấu thứ ba giữa cặp đôi vâng một cao một thấp bên này, như vậy là Acidian Greg và bên kia cũng là cái gì Greg ấy. Chim sẻ xoay quân quá nhanh, trận này thì chim sẻ là người cầm Greg. Thế nhưng mà dù sao sau trận thi đấu trước thì có lẽ chim sẻ đã tin vào cô rất nhiều rồi. Tin vào cô lắm rồi đấy. Vâng, bên kia là Greg và Egypt đúng không? Còn bên này là Greg và AC rất cân. Bên kia ai là người cầm cung đấy? Vâng, như vậy là cực kỳ cân trong trận thi đấu này. Hai mid là người cầm cung, còn hai Greg thuộc về chim sẻ và nô 1. Đây là màn hình máy tới từ game thủ chim sẻ, còn đây là màn hình máy tới từ cô. Vâng, phải cho cô lên hình thôi. Vâng, cháu lên hình nhiều lắm rồi. Cháu thì có lẽ là người lên hình nhiều nhất cái Việt Nam này rồi. Chúng ta sẽ đến với cô trong trận cầm Acidian này. Acidian thì lợi thế hơn so với người cầm Egypt, nhưng đó là khi hai người solo với nhau. Chỉ sợ là cô lại bị nô 1 choang luôn từ đầu thôi. Vâng, những bước dò đầu tiên. Tôi nói thật chứ, cô sinh năm 81 mà cô còn đánh như thế này, xuống gặp các bồ lão của cộng đồng AOE Việt Nam có khi nhiều ông còn phải chắp tay mà lạy. Vâng, tầm anh Đoàn hói là tôi cũng thấy là cân kèo rồi đấy. Vâng, Bộ Đoàn thì nghe nói đang có mặt tại Thanh Hóa rồi. Vâng, một voi dành cho cô, nhưng cô luôn nhớ đây là dân Acidian. Câu voi nó hơi khoai hơn một chút. Vâng, cô Hạnh. Vâng, các cụ vẫn nói rồi, khi mà cô mà đã thương thì muốn làm người thường nó cũng khó. Vâng, cô voi cũng rất ổn. Rất ổn. Vâng, đây là màn hình máy tới từ game thủ chim sẻ. Bầy hiêu 5 được đưa về rất sát với nhà chính nhà mình. Vâng, có hiêu thêm dành, con xin lỗi bạn là có voi thêm. Chung là chúng ta quay sang màn hình cô nhiều hơn thôi. Ở thời điểm này thì vâng, tôi càng ngày tôi càng tự tin hơn với khả năng tôi đặt một cái kèo cho cô đánh mới vào bầu quý vũ của Game TV. Tất nhiên là tôi, không những chỉ tôi, cả Kami mà những anh em Game TV đang chuẩn bị lăn cả người vào cái kèo này rồi. Cơ hội kiếm tiền chính là đây chứ đâu. Vâng, chứ còn nói chung là nhà báo Thi Anh và ông bầu quý vũ cứ xếp hàng thôi. Xếp hàng lần lượt thí sinh đầu tiên và thí sinh thứ hai. Vâng, đi tỉnh thì chỉ chờ mỗi những cái kèo như vậy thôi. Ngày mai mình sẽ phải cố gắng trong 2 ngày cuối tuần, 3 ngày luôn cho nó mát. Chỉ sắp kèo quý vũ thôi. Vâng, đây là màn hình máy của Linh Nấm. Như vậy là Egypt gần với nhà của Acidian. Cô đi đập lô turn đầu. Nhưng mà hết giờ lô rồi mà. Như vậy là hai Greg ở cánh bên kia sẽ gặp nhau. Và nhiều khả năng hai game thủ sẽ không đánh nhau trong turn này mà sẽ treo cánh tất. Nhiều khả năng chim sẻ sẽ chéo sang cánh của Linh Nấm và cô sẽ, chứ các bạn đầu một cũng sẽ chém cánh của cô Hạnh thôi. Thêm một bầy hiêu 4 nữa, đóng được không? Đóng được, như vậy là ăn được cả gỗ luôn trong tuần này. 25 dân tới từ mid Mỹ Hạnh. Vâng, 26 dân. Góc 6 giờ nhiều khả năng vẫn sẽ còn đồ. Không có một bãi quả khu vực này. Kéo dân đi thì nó sẽ là hơi xa, nhưng mà thôi, thấy rồi thì mình phải mút tạm thôi. Kích được đời, vâng, vẫn kích cực chuẩn. Thôi xong rồi, bầu quý vũ tím rồi. Anh quý em ai có đánh không đây? Lặng im lắm, lặng thầm một tình yêu lắm. Dies your alma, 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 dies your alma,
Vâng, đây là màn hình máy tới từ game thủ chim sẻ. Cặp đôi già trẻ này vẫn đang băng băng đi về đích. BM. Còn đây sẽ là BL, một bài kích 10 sớm tới từ chim sẻ với bài 25 dân của Greg. Vâng, đánh cảm giác gây dây vô cùng. Ép đời là cực kỳ chuẩn dành cho game thủ chim sẻ. Kích đời như vậy là 10-24 với bài 25 dân của Greg này. Nhiều năng sẽ là bài chém chéo luôn dành cho... Vâng, thực ra thì để mà chém mít nấm nó đơn giản thôi. Có lẽ là one hit. Đáng lẽ là phải cấm không được chơi vậy e. Vâng, xem có chéo không. Như vậy là chém thẳng N1 luôn. Để giảm áp lực dành cho... Cô Hạnh ở cánh bên kia. Quan trọng bên kia có lên được đời không đã. Cứ bình tĩnh. Vâng, kích chưa được. Một bài khá xấu khi mà đồ ăn là ở cực xa. Nhưng chính vì đồ ăn không xa như thế này thì nếu mà đỏ là sẽ không bị phát hiện những bãi ăn hoang. Tiếp tục đi ăn hoang ở góc 6 giờ. Và dâng luôn A. Hợp lý. Vâng, tôi đang cảm thấy có một cái gì đó sai sai vì ép đời còn tốt hơn cả mình. Hỏng rồi. 6 giờ nhiều năng, bây giờ mà trúng một bãi quả nữa là có thể đều được 3-4 A. Còn cục T sẽ được đẩy lên. Như vậy ở cánh bên kia chim sẻ đang thấy uịch nhau rồi. Như vậy là có con ngựa giò chọc tới của game thủ N1. Còn đây là 1P. N1 đang bò khá chắc bãi ăn hoàng của mình. Và nhà N1 là một nhà khung. Đây sẽ là bài chơi phù của game thủ chim sẻ dành cho N1 chăng? Chúng ta hãy cùng chờ đợi. Thêm một bãi ăn hoang. Và đây là T của cô Anh được đẩy lên. Nhưng sẽ hơi khoai khi mà N1 có lẽ cũng sẽ lên đời và có một con chém ra để một thủ. Bây giờ thì chim sẻ sẽ chủ động chém chéo khi mà cũng đã có phù thủy ở tại nhà mình. Vâng, đây là Ninh Nấm. Khoai dành cho Linh trong turn này rồi. Nấm thì cũng bèo thôi. Đây là Egypt. Chim sẻ có lẽ chỉ cần một cò hoặc hai con chém nó có thể khiến cho mít nấm của chúng ta cực yếu. Cực yếu luôn. Vâng, rất khoai. Bây giờ thì No 1 sẽ không thể chém được sẻ. Tèo luôn. Vâng, một turn quang tèo. Còn đây là màn hình máy Acidian. Vâng, đủ 4 nhà BA và sóc đều 4A. Chỉ cần gom được quân đi cùng với chim sẻ bắn hộ phù là ngon. Vâng, tôi cũng nể ông trưởng đoàn của Game TV lắm. Sắp kèo sâu mét nào 3 là 3-0 kèo đấy. Nhanh, gọn, nhẹ. Cháu đi ăn cơm. Vâng, lại còn bơm đồ cho Greg. Bịp. Vâng, bịp rồi, bịp rồi. Ô, vâng, chạy nhanh thế à rời. Chốt E hai đầu câu giờ thêm một tí. Vâng, đập luôn phù. Cực kỳ hợp lý. Đang hơi bị thiếu gỗ ở trong turn này. Còn đây là màn hình máy tới từ sẻ. Thôi nấm đi rồi. Nấm đi chặt rồi. Chơi bẩn. Tiếp tục là một turn chơi bẩn tới từ game thủ chim sẻ với bài vẩy E của mình. Vâng, nấm chết quá nhiều dần rồi. Một bài Egypt chết quá nhiều dần. Và bây giờ thì chim sẻ bắt đầu xây y. Khi mà lượng ruộng đã hòm hòm. Có phù, đè thủ trong turn này. N1 đang cảm thấy khoai thị sắn dần đều trong cuộc đối đầu với game thủ chim sẻ. Còn bên này thì ACDN bắt đầu có cung R. Tụ lại thôi, tụ lại thôi, tụ lại thôi. Cũng không cần phải đi bắn để làm gì cả. Vì bắn đến đâu thì N1 sẽ chém chết cho đến đó thôi. Bây giờ thì chỉ cần tụ lại là ổn. Tham Lai vẫn đang giữ là 25 dành cho cô Hạnh. Chặt gỗ thôi, chặt gỗ thôi. Sẻ bơm độ là nở là cung R ra là có y kẹp phù. Công của nhà nấu 1 là xong thôi. Bây giờ chính ra quay đánh lại nấm thì là hay hơn. Kệ nấu 1 thôi. Bài có hốc nhưng có lẽ là cũng... Vâng, cái khả năng của Greg thì nó cũng chỉ cùng lắm là trâu chém lên hoặc là có cả y. Không ảnh hưởng quá nhiều. Còn đây là màn hình máy tới từ game thủ chim sẻ. Tham Lai là 33/40. Không kịp phải e. Nấm khổ lắm rồi.
2 y sóc đều dành cho game thủ chim sẻ. Quá nhức nhối. Con chim sẻ chém như thể đang thi đấu với top 1 vậy. Khoai. Hơi khoai dành cho đầu 1. Tham Lai 37 tới từ game thủ chim sẻ. Cũng đã có cùng G tới từ Nấm để thủ nhà, nhưng Nấm chết quá nhiều dân kể từ đầu đến bây giờ. Còn đây là màn hình máy tới từ Cô Hạnh. Tham Lai là 25-52. Bây giờ là thế 2-1. Vâng, theo thông tin nhận về từ chồng Cô Hạnh thì 3 năm nay cô chưa cầm chuột, bịp quá. Thế mà 3 năm nay mà cầm chuột thì có lẽ thôi anh Quý Vũ lại đặt ngược lại kèo tôi đi solo thì chết. Vâng, 3 năm không cầm chuột và thao tác tay vẫn còn được như thế này. Vâng, mình mới bỏ đế chế có 6 tháng để lấy vợ thôi mà bây giờ 12 kích tròn như vắt chanh. Đều lắm, vẫn 9 kích 2 đều. Vâng, bây giờ thì cho Nấm fit và đưa về thế là 2-1. Nhưng mà Sidian vẫn thi thoảng sóc được một vài con cung gờ. Còn đây là màn hình máy tham rất to tới từ game thủ chim sẻ. Tham lại 44-56, tụ y để chơi nô 1, 1 tơn. Tơn này là tơn mà nô 1 bất tình lình giật mình. Tự nhiên thấy mười mấy con y lao vào nhà mình luôn. Cho chém vào để nhử phù của nô 1 trước. Có tơn phẩy e nào hay không? Và bây giờ thì mười mấy con y sẽ lao thẳng vào nhà. Tiếp tục một kèo sâu mét mà trưởng đoàn Duy Anh làm ra được cái tỷ số 3-0. Có pha vẩy e không? Đó là pha vẩy e tới từ game thủ chim sẻ. Đâm luôn. Bây giờ thì đâm tất và đâm cả đất xung quanh. Sẻ cõng tạ vẫn là rất khỏe. Vấn đề là tạ bên đội 1 nặng quá. Vâng, Tham Lai 25 tụ được khoảng hơn 10 cung R và như thế này đủ đâm vào nhà nô 1, nô 1 đủ thấy độ thốn rồi. Vâng, dân thì có khoảng hơn chục con, cung R là khoảng 15 con tới từ Cô Hạnh. Khoai dành cho nô 1. Bây giờ thì Đinh Nấm đi sang cứu, vâng chết cái tội can. Vâng, bây giờ mà cô ấy làm vài tơn vẩy e nữa thì khoai. Vâng, khó dành cho cặp đôi 91, nô 1 và Linh Nấm rồi. Khoai quá. Cả trong cả 3 trận thi đấu thì Cô Hạnh đều ép đời tốt hơn so với Linh. Và nô 1 thì cũng cầm những cái quân mà cũng không hơn được gì sẻ. Trận đầu thì là Cho Son và Egypt, trận sau thì là Pearl và Babylon. Và trận 3 thì cũng đều là Greg cả. Tỷ số là 3-0, khá trong quanh. Trong kèo đấu, vâng, một già một trẻ bên này tỏ ra là khá mạnh. Vâng, kèo này mà Cammy có vào làm tí không?